Đây các anh chị nhìn nguyên mẫu của người ta, đúng không? Cái cổ nó bị vặn và nhăn, tức là nó không được ôm, được chưa? Đấy, và cái của tôi hướng dẫn cho anh chị, anh chị thấy thấy sao? Đấy, đấy các anh chị nhìn đi, nó ôm, được chưa? Từ đằng trước đằng sau đây này. Và anh chị nên nhớ rằng đây là giấy nhá, nếu mà cắt lên vải thì nó sẽ ôm hoàn toàn. Xin chào quý vị các bạn đến với Vũ Trần Nước Hải Master. Thưa các anh chị nhìn đi, cái này là cái gì? Wow, một sản phẩm rất đẳng cấp nhá. Các anh chị hãy đặt tên cho sản phẩm này đi. Các anh chị thấy là đây là sản phẩm này, ý tưởng từ cái gì nhỉ? Tôi chưa đặt tên được cho nó, không biết nó là gì. Thôi các anh chị đặt tên đi. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là sản phẩm này rất rất đẳng cấp. Và thưa các anh chị, những sản phẩm đẳng cấp như thế này sẽ là phần thưởng cho tất cả những ai là những người làm việc chăm chỉ, là những người đam mê và những người hành động ngay. Vì những con người đó là sẽ trở thành được những con người chuyên gia hàng đầu về tạo mũ dập nhé. Khi muốn trở thành chuyên gia hàng đầu về thiết kế mũ dập thì cách duy nhất là chúng ta đó chính là sự chăm chỉ. Chăm chỉ và làm việc không ngừng nghỉ thưa các anh chị. Đó không phải là sự thông minh, đó không phải là tiền bạc, mà đó chính là sự làm việc không ngừng nghỉ và một cái ý chí quyết tâm. Thì dù một người không thông minh nhưng họ quyết tâm thì họ chắc chắn sẽ trở thành chuyên gia. Chuyên gia là những người làm đi làm lại một công việc mà người khác không có thể làm được. Đơn giản vậy thôi nhá. Đơn giản vậy thôi, và phần thưởng của họ là những cái rất lớn, những rất lớn. Đó chính là những cái thành quả, những cái sản phẩm họ tạo ra rất là tuyệt vời như thế này. Và thưa các anh chị, điều tuyệt vời hơn nữa là những người chuyên gia, họ sẽ là những người cống hiến, đem lại giá trị cho những người khác. Đó chính là thông điệp của ngày hôm nay. Trong clip này tôi muốn gửi tới các anh chị. Đó, cho nên là những anh chị nào ấy mà còn trẻ tuổi thì xem những cái clip này của tôi nó không có phù hợp, bởi vì các anh chị sẽ không hiểu điều gì tôi đang nói, đúng không? Nhưng những clip này tôi muốn dành cho những anh chị là chúng ta đã trưởng thành rồi. Hãy lựa chọn con đường mình đi một cách chuyên nghiệp. Đã đam mê là phải đam mê hết mình, đừng có nửa vời thưa các anh chị nhá. Và ngày hôm nay cũng vậy, tôi sẽ tiếp tục trong chuỗi các video chia sẻ kiến thức làm thời trang chuyên nghiệp với các anh chị. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái mẫu mà đáng lẽ tôi phải dạy trong những khóa học mất phí, mất rất nhiều tiền. Các anh chị phải học những khóa đấy của tôi thì mới được học. Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi sẽ dạy cho anh chị mẫu đó mà các anh chị xem miễn phí. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng lớp học này không phải là lớp học miễn phí bình thường. Đây là một lớp học nghiêm túc, đây là một lớp học thực sự. Nếu đã hiểu thì xin tiếp tục đi vào phần tiếp theo là phần hướng dẫn mẫu tuyệt vời ngày hôm nay. Xin mời. Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau xem kỹ lại cái mẫu mà sau đây thầy Hải sẽ hướng dẫn cho các anh chị nhé. Có thể thấy rằng đây là một cái mẫu thực sự rất là đẹp và quyến rũ. Đó, đây đằng sau này, vai chân này, đẹp quá nhỉ. Đấy, mẫu này thì thực ra là chắc chắn là để mặc đi sự kiện rồi, mặc tới những cái nơi sang trọng, sự kiện hoặc là đám cưới. Cái này chúng ta có thể may rất nhiều màu khác nhau, đúng không các anh chị? Có thể may màu vàng, có thể may màu xanh lá cây, có thể may màu đỏ, có thể may màu trắng, vân vân, rất nhiều màu và rất nhiều chất liệu khác nhau. Các anh chị nghĩ sao nếu cái này may một chất liệu nhung? Trời ơi, thầy mới tưởng tượng như thế thôi mà đã thấy là phê hết cả người rồi. Chị em nào mà mặc cái mẫu này mà bằng nhung nhá thì nó sang chảnh phải biết. Ê, thưa các anh chị, là rất rất nhiều người thắc mắc, người thân của thầy Hải này, bạn bè của thầy Hải này, thậm chí là các học viên khi mà gọi điện nói chuyện với thầy Hải thường là thắc mắc và tại sao ông này lại mạo hiểm như thế, ông này dạy miễn phí là dạy mấy cái mẫu mà nó đẳng cấp như này, ông dạy này thì đến lúc mà cái khóa mà tính tiền, khóa mà tính phí thì ông dạy cái gì đấy, sao ông này mạo hiểm ông liều thế. Thế thì thưa các anh chị, thầy Hải không có liều một chút nào thưa các anh chị nhá. Thầy Hải chả có gì phải sợ cả, bởi vì cái việc mà tôi dạy như này, cái đồ đẹp cho mọi người, đấy là sứ mệnh của tôi. Tôi muốn dạy, quyền của tôi muốn dạy, bởi vì là tôi có kiến thức nhiều, kiến thức của tôi nhiều lắm. Thế là tôi dạy mấy cái bài này ăn thua gì, đúng không ạ? Và tôi thừa hiểu rằng là các anh chị, những người làm về thời trang chuyên nghiệp muốn kiếm tiền được thì chắc chắn sẽ phải học các cái lớp tính phí của tôi, bởi vì các lớp đấy thì nó mới có kiến thức bài bản. Còn những làm những cái mẫu này, xem những cái mẫu này thì chắc chắn là thầy Hải dạy chút nữa các anh chị sẽ thấy nó còn đẹp hơn cái mẫu này nhá. Ở mẫu này á, nguyên bản của nó các anh chị thấy phần cổ nó còn hơi lỗi một chút nhá, nó còn không phẳng,
và chút nữa thầy dạy cho còn phản hơn. Tức là gì? Tôi sẽ dạy cho anh chị hết mình, hết với cái tâm của mình, thì các anh chị có thể làm cái này không giấu một tí gì luôn các anh chị ạ. Và tôi biết rằng các anh chị hiểu rằng là để muốn đi xa hơn thì chúng ta không chỉ là xem những cái mẫu này. Những cái mẫu này sẽ giúp cho anh chị có thể làm được, nhưng nó chỉ là để cho các anh chị hiểu được là làm việc thời trang chuyên nghiệp nó phải như thế nào, phải không ạ? Còn chắc chắn các anh chị muốn đi xa hơn với nghề, muốn trở thành chuyên gia giống thầy Hải thì chắc chắn anh chị sẽ phải đăng ký khóa học tính phí của tôi. Đơn giản thế thôi, cho nên là tôi không có cái gì mạo hiểm ở đây cả. Vì vậy nếu anh chị nào chưa có điều kiện ấy, thì hãy học cái lớp này một cách trân trọng. Hãy làm bài tập, xem xong phải làm luôn. Thì tôi nói rất là nhiều lần rồi, xem xong thấy mọi người like rất nhiều, xem rất nhiều mà sao lại không có làm. Làm lên, đăng lên và cảm ơn thầy Hải đi, tắt tên vào, thấy chưa? Đấy, ngày nào cũng để tôi phải nói cái điều đấy mà các anh chị không chịu làm. Đó, còn các anh chị đương nhiên muốn đi làm chuyên nghiệp, nghề chuyên nghiệp thì phải đến với tôi. Các cái khóa học tính phí thì mới ra rất nhiều tiền nhé. Vừa rồi là rất nhiều các anh chị chia sẻ thêm, rất rất nhiều các anh chị đang học cái khóa tính phí này và kiếm được rất tốt, tay nghề họ lên và đẳng cấp họ lên rất nhiều. Thôi, không nói nữa nhá. Ấy, thì cứ học đi, thầy sẽ dạy còn nhiều lắm. Và ai muốn chuyên nghiệp thì phải đi xa hơn với thầy nhá. Thế thì cái mẫu này là mẫu mà đằng trước của nó, phía trên và phía dưới đều là bất đối xứng các anh chị nhá. Nhìn kỹ thì bất đối xứng đấy. Và đằng sau là đối xứng. Vì vậy, đằng trước thì chúng ta sẽ cần làm sao? Cần sao cả hai bên. Và đằng sau thì chúng ta chỉ cần sao một bên thôi. Được chưa? Rồi, bắt đầu chiến thôi. Và ở đây thì tôi đã chuẩn bị sẵn cây bóng dập đây rồi nhá. Thì là bất cứ một cái mẫu kiểu nào, các anh chị nên nhớ rằng chúng ta đầu tiên chúng ta phải có bộ dập chuẩn nhé. Bởi vì không có bộ dập chuẩn như thế này của tôi á, thì các anh chị không thể làm ra cái form nó đẹp được nhá. Thế thì các anh chị muốn làm cái form bộ cái mẫu kiểu mà nó chuẩn, nó căng đét, nó đẹp ấy, nó như kiểu đẳng cấp mà của nước ngoài ấy, thì các anh chị phải nên có bộ dập ở trên tay. Đó, số điện thoại ở trên màn hình đó, liên hệ ngay chúng tôi để có bộ dập với giá cũng rất ưu đãi nhé. Giá này tôi sẽ không để lâu nữa đâu. Cái giá 295.000 này sẽ không để lâu nữa đâu nhé. Giá bìa của nó đây này, 360 này, và tôi đang để ưu đãi là 295.000 cho đến khi mà hết dịch Covid là nó sẽ quay lại cái giá này. Ok nhá. Đấy, thế thì chuẩn bị sẵn bộ dập của tôi, đằng trước là cả hai bên và đằng sau là một nửa. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến cái phần mà quen thuộc của nhà thiết kế chuyên nghiệp, đó chính là vẽ phác thảo các anh chị nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cái phác thảo mà thầy Hải vừa vẽ và để cùng phân tích. Thứ nhất là phần phía đằng trước thì là nó là tỷ lệ bất đối xứng. Và các anh chị thấy rằng là ở đây nó có một cái điểm nhấn rất là đẹp. Thứ nhất là cái vai nó trần,
Thứ hai là cái phần này nó sẽ đi chéo từ phần bên trái đi lên cổ và vòng xuống dưới. Đấy, nó đẹp là ở cái chỗ đó nhá. Ở trong cái này thì cái phiên bản gốc của người ta tôi nhìn lờ mờ là nó cái này nó là đường cam nhá, đường cam từ trên này đi xuống dưới này. Tuy nhiên ở mẫu này thì tôi sẽ điều chỉnh, tôi sẽ không làm cam, để cam đấy thì nhìn nó rất là bình thường, nó không có gì đặc biệt, mà tôi sẽ muốn làm nó cao cấp hơn. Đó chính là cái đường này sẽ là đường xếp ly các anh chị nhá. Đường này sẽ là đường xếp ly này. Tôi sẽ làm đẹp hơn, hướng dẫn cho chị làm đẹp hơn cái mẫu gốc của người ta, vì cái mẫu gốc của ta là làm form nó vẫn chưa chuẩn đâu, nó bị nhăn. Bởi vì là nó form nó không chuẩn, nó đặc biệt là bị gãy ở cái phần cổ này. Các chị nhìn ở hình mẫu ấy, chị sẽ thấy. Và tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị cách làm cho cái này nó thật êm nhá. Đó. Các chị có hứng thú ạ? Hứng thú thì hãy tập trung xem vào nhá. Và hãy chia sẻ, nhấn vào nút subscribe, nút đăng ký kênh để mà luôn luôn xem được những cái bài hướng dẫn đẳng cấp của tôi như này nhá. Thế thì phải năng lượng lên, 100% năng lượng, nghe chưa? Rồi, tiếp đến là ở phía dưới này thì là cái ly dọc thôi. Và cái chị lưu ý là nó không còn cái ly sườn nữa nhé, mất ly sườn rồi. Ly dọc ở dưới mà bên này thì không có ly dọc ở phía trên dưới chân đâu. Chỗ này sẽ đan xen nhau nhé, đan xen nhau hai lá ở đây. Rồi, đằng sau thì đơn giản nó không có gì, nó chỉ là cái lưng trần thôi và sẽ cắt ngang đến phần trên ngang ngực một chút. Sau cơ bản không có gì nhé, cái này liền từ trên xuống dưới. May từ trên dưới và không có sảnh. Đường treo khóa sẽ là đường ở sống lưng. Và ở đây nó còn có một cái dây nữa. Cái dây này thì là làm ngoài thôi, thắt thêm vào. Và trong này nó sẽ có đường can eo nhá, giữa thân trên và thân dưới. Được chưa? Mình làm cái đĩa ở đây để mình làm cái dây ở đây thôi. Rồi, mẫu này phân tích ra như thế thì anh chị đã biết rồi. Thôi, nếu anh chị nào mà biết rồi thì có thể đến đây, có thể không xem nữa nhá. Còn anh chị nào mà chưa biết, muốn xem tiếp tục thầy Hải làm như nào thì hãy quan sát thật kỹ phần sau đây nhá. Tôi làm lần này làm rất là nhanh đấy, không làm chậm đâu nhá. Bắt đầu vào lớp chuyên nghiệp rồi, lớp học chuyên nghiệp rồi, các chị phải tập trung vào, được chưa? Rồi, bắt đầu chiến rồi, thế này. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần thân sau bằng việc là cái kẻ đường ngang eo và cái đường mà phần lưng trần. Cái đường mà tiếp giáp với lưng trần này thì chúng ta sẽ vẽ, dùng thước cong thì vẽ một chút nhé. Ở đây thì tôi sẽ vẽ làm nó cao hơn so với mẫu, ghi thông tin vào thân sau, sau đó dùng kéo chúng ta cắt hai cái đường này ra. Ở đây thì các anh chị nhìn là trên mẫu cái miếng này nó sẽ có một cái ly ở đằng sau chứ nó không phải mất, cho nên là chúng ta sẽ không dán sập hết lại mà chúng ta sẽ dán vào một chút thôi. Bởi vì cái ly này theo nguyên mẫu của nó là nó sẽ có độ dài ngắn hơn cái ly căn bản của chúng ta, ngắn hơn nhé. Vì vậy tôi sẽ gấp vào một chút xíu thôi, không gấp vào nhiều, để mà làm cho ngắn cái ly này đi. Dùng băng dính dán cố định và sau đó dùng kìm bấm để chúng ta bấm đánh dấu cái vị trí của cái ly này.
Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với phần thân trước. Phần thân trước thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta làm phía dưới của thân trước trước. Bây giờ chúng ta sẽ tạo hình cái đường đường cong. Cái đường cong. Thân trước này nó có cấu tạo là hai cái lớp đan chéo vào nhau. Đó, đây là cái điểm này cách 5 cm từ cái trục chính giữa. Ta sẽ nối điểm này với cái phần ở phía trên. Đó, và để vẽ cái này chúng ta dùng thước cong, hai đoạn cong của cái thước này để tạo ra cái đường nó mềm mại như thế này. Sau đó chúng ta vẽ cái đường cong còn lại. Rồi và ta sẽ đặt cái miếng này lên. Cái miếng mà ta vừa vẽ lên một cái tờ giấy khác để chúng ta sẽ sao lấy cái miếng phía bên dưới này. Trước hết là dùng bút để mà sao những cái đường xung quanh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng con lăn để chúng ta sang dấu các cái điểm cần thiết. Các anh chị thấy rằng những lúc như này thì chúng ta rất cần có cái dụng cụ chuyên nghiệp để chúng ta làm. Đó, anh chị nào chưa có thì có thể liên hệ với học viện theo số điện thoại 0792666128 để có được trong tay cái bộ dụng cụ combo trị giá 395.000 gồm 8 món dụng cụ chuyên nghiệp và được tặng thêm một món nữa. Rồi bây giờ tôi sẽ dùng thước và bút chì để vẽ lại những cái đường mà vừa tôi sao. Và giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta sập cái ly này lại. Ly dọc này chúng ta sẽ sập lại thì nó sẽ đẹp hơn các anh chị nhé. Nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì khi mà chúng ta để thì nó sẽ bị trùng với cái ly ở lớp bên ngoài, nó sẽ rất là xấu. Đó, đấy là lý do vì sao cái đường cong tôi vẽ sát lên chỗ cái phần nhọn của cái ly này để chúng ta dễ dàng sập hơn. Và chúng ta ghi thông tin, đây là thân trước sẽ nhân với một miếng chính. Còn nếu mà các anh chị làm lót thì sẽ nhân thêm một miếng lót nữa. Đây là vị trí trục chính giữa này.
và tôi sẽ vẽ luôn cái canh vải vào trùm cái này luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ cắt bỏ cái miếng bên này đi, khi ta đã làm cái miếng kia rồi. Chúng ta sẽ, còn đây là phần tôi hướng dẫn các anh chị cách để chúng ta tiêu cái ly này, ly bên trái này đi của cái miếng trên. Đó, chúng ta sập nó vào và sau đó dán bù vào, giảm bớt cái đường cong này đi. Và khi mà nó dư ra một chút xíu như vậy thì chúng ta sẽ giảm phía trên đi, để nó sẽ làm cho cái đường chu vi nó đúng như cũ. Đây là phần tinh chỉnh rất là cao cấp. Các anh chị cần phải xem nhiều cái bài giảng tôi thì mới hiểu được. Và bây giờ sẽ đến cái phần mà quan trọng nhất, đó chính là phần phía trên của thân trước. Thì các anh chị thấy rằng tôi sẽ dán thêm cái miếng giấy ở phần cổ này, bởi vì cái phần này nó sẽ phát triển qua cái cổ cơ bản nhé. Từ điểm chân cổ, chính giữa điểm chân cổ, tôi sẽ lấy lên 1 cm và nối điểm này xuống phía dưới phần nách trái qua một đường thẳng. Chúng ta sẽ tiếp tục tạo một đường thẳng thứ hai từ nách bên phải lên phía trên cổ ở vị trí gần như là 1/4 của cổ. Sau đó chúng ta sẽ dùng kéo chúng ta cắt theo cái đường mà tôi cắt đây. Và bây giờ thì tôi sẽ thực hiện cái kỹ thuật xoay chuyển ly mà đã dạy cho các anh chị rất là nhiều rồi, bằng cách chúng ta sẽ từ đỉnh ngực đi xuống chân của cái ly này, chúng ta vẽ các đường thẳng. Phải làm như này thì mới xoay chuyển được. Các anh chị đang theo dõi lớp học miễn phí đặc biệt của thầy Vũ Trần Đức Hải Master. Đây là lớp học, đây là các video thuộc lớp học thực sự, chứ nó không phải là video miễn phí. Vì vậy, để nhận được các video bổ ích tiếp theo, hãy nhấn vào nút subscribe, nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để luôn có thông báo khi mà có video mới, các anh chị sẽ nhận được thông báo. Hãy nhấn vào nút like để ủng hộ tôi, cũng như tôi, cho tôi có thêm động lực để thực hiện các video rất kỳ công này. Tiếp đến, chúng ta sẽ vẽ cái đường thiết kế ly ở phía trên phần cổ đi xuống phía dưới ngực bên trái. Và các anh chị nhìn kỹ thì tôi sẽ không nối với đỉnh ngực đâu, mà tôi sẽ nối với cái ly bên sườn thông qua một cái đoạn đường thẳng nhỏ. Đó, và tôi sẽ chỉnh bớt cái này đi cho nó tỷ lệ nó đẹp, nó giống như trên mẫu. Và giờ thì tôi sẽ tiến hành cái việc đóng ly sườn lại, cũng như mở rộng cái ly dọc ra.
Đó, và tôi sẽ cắt luôn những cái ly này theo dạng cong để sẽ ôm vào cái phần ngực. Tôi đang hướng dẫn cho anh chị rất là kỹ và bài bản nhé. Các anh chị cố gắng làm theo đúng các bước của tôi thì nó sẽ có cái sản phẩm rất đẹp. Ở phần ngực này thì các anh chị nhớ ở phần kiến thức bài trước thì nếu mà để mà chính xác hơn nữa thì chúng ta sẽ đưa cái phần đầu nhọn của cái hai cái ly dọc kia ra xa đỉnh ngực khoảng 1,5 cm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến phần đóng mở, đóng cái ly sườn bên trái lại và để mở ra ở phần ly mới phía trên cổ. Rồi giờ thì tôi sẽ dán cái phần giấy trắng, thêm một cái tờ giấy trắng ở cái phần ly mà tôi vừa mở, để chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục thiết kế cái phần rất đặc biệt phía trên cổ. Phía trên cổ này thì nó sẽ là một cái gọi là chi tiết thiết kế, nó giống như kiểu là một cái khăn cách điệu nhá. Đấy, như khăn cách điệu. Đây là cái phần ly chúng ta sẽ xếp nó vào. Đó, nhắc lại là cái phần ly xếp này là sự sáng tạo của thầy Hải. Nguyên bản thì nó chỉ là cái đường can thôi, nhưng mà khi chúng ta làm như này, cái mẫu của anh chị nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều, đẳng cấp hơn. Và gấp lại. Đó, sau đó chúng ta lấy kéo chúng ta cắt. Về kỹ thuật may của cái phần này thì chúng ta sẽ may máy chết, may chặn một đoạn như tôi đang đánh dấu là 7 cm, ghi vào chữ may chặn vào chỗ này, mình sẽ may cố định vào nhé. Còn cái phần ly kia đến chỗ đó mình dừng lại, phần còn lại sẽ là phần xếp. Chúng ta sẽ dán băng dính cố định ở cái phần giấy trắng ấy lại. Và tôi sẽ vẽ đường cong lên. Đây là một mẫu mà tôi cho rằng rất thú vị. Và tôi sẽ hướng dẫn các anh chị làm còn đẹp hơn cái nguyên bản nhá. Các anh chị cứ theo dõi và tin tưởng ở tôi. Sẽ đẹp, ôm hơn, nó cần phải ôm hơn. Cái mẫu nguyên bản của người ta là nó đang bị cái cổ nó chưa được đẹp lắm. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là phần thiết kế trên manekanh bằng cách đưa cái miếng dập này đính lên manekanh. Đó, đây là phần cực kỳ quan trọng và đẳng cấp của thầy Hải Master muốn dành cho các anh chị, muốn tặng các anh chị kiến thức này. Hãy nhớ rằng cái việc ghim này cần phải chính xác và trùng với các cái điểm trục của con manekanh, bởi vì nếu các anh chị đây là các anh chị mà chúng ta nếu mà không gắn trùng thì chúng ta sau khi làm nó sẽ không bị lệch hết. Đó, tôi sẽ cắt bỏ cái phần thừa này đi và bây giờ tôi sẽ ghim chính xác hơn.
Và bây giờ là phần tôi đang tinh chỉnh cái kỹ thuật này, anh chị nhìn kỹ nha. Chúng ta sẽ bấm ở một số điểm mà nó đang không được phẳng, chúng ta bấm nó ra và chúng ta sập nó lại. Bấm và sập. Và nó có một kỹ thuật nữa là bấm và mở. Đó, và tôi đang tinh chỉnh đây. Hãy theo dõi kỹ cái thao tác này. Sau đó chúng ta sẽ, khi mà nó đã êm rồi, cổ nó ôm vào rồi, thì chúng ta sẽ dùng bút để chúng ta vẽ để nó ra được cái bản cổ mà nó theo ý của chúng ta, giống với cái, trong cái mẫu thiết kế. Các anh chị nên nhớ rằng cái phần này là phần kiến thức rất rất quan trọng mà chỉ có thể trong khóa mất phí mới có thể học được thôi, chứ còn bình thường là tôi không dạy đâu. Nhưng ngày hôm nay tôi đang tặng cho các anh chị, hãy trân trọng nó và hãy xem kỹ. Anh chị xem nhiều lần vào cho tôi. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt cái đường theo cái đường vẽ của chúng ta đã phát. Những kiến thức này là những kiến thức mà tôi đã được học tại của các chuyên gia thiết kế hàng đầu của Pháp về thời trang. Rất ok rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái miếng này lên một cái miếng giấy khác. Đưa lên một miếng giấy khác để chúng ta sẽ sao ra. Cẩn thận thì chúng ta sẽ đánh dấu cái đường mà nó đi vào phía thân dưới. Dùng băng dính để chúng ta dán cố định để có thể sao được một cách chính xác. Rồi, chúng ta sẽ kết hợp giữa bút và con lăn để chúng ta sao lại.
Đó, sau đó chúng ta sẽ dùng thước vẽ lại chính xác. Và chúng ta sẽ cắt. Đó, và chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần trắng, giấy trắng đi. Chúng ta sẽ sau đó sẽ dán cái miếng mà chúng ta vừa sao và cắt ra vào. Nên nhớ anh dán trùng khớp, chính xác. Đó, các anh chị thấy tuyệt vời không? Đánh dấu mũi tên, xếp ly. Hãy quan sát lại một lần nữa, các anh chị sẽ thấy rằng hai cái ly dọc nó to nhỏ khác nhau. Đó là một điều đặc biệt, chỉ có những anh chị xem trên cái mẫu này mới biết được thôi. Đó, tôi xếp lại. Sắc nét không ạ? Rồi. Các anh chị vừa được tôi hướng dẫn rất chi tiết để có thể tạo ra cái form rất là đẹp bằng phương pháp 3D kết hợp với 2D. Đây là kiến thức rất là quý, tôi nhắc lại. Và tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái dây đai. Dây này thì đơn giản thôi, nó chỉ là cái dây rời thôi. Chiều dài sẽ là 1m6 và độ rộng sẽ là 5,5cm. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ đưa tất cả những cái miếng dập này lên con canh để chúng ta cùng xem. Nào, một lần nữa chúng ta sẽ nhìn ngắm lại cái mẫu này nha. Để mà xem cái mẫu mà mẫu dập mà thầy đưa lên màn canh xem nó như nào. À, bắt đầu. Đây rồi. Ủa phết đấy. Wow. Chị sao? Quá là đẹp luôn đấy. Mỹ mãn. Đấy. Tôi đã nói với anh chị ngay từ đầu video này nó không có sai chút nào nha. Đây, các anh chị nhìn nguyên mẫu của người ta. Đúng không? Cái cổ nó bị vặn và nhăn. Tức là nó không được ôm. Được chưa? Đấy, và cái của tôi hướng dẫn cho anh chị. Anh chị thấy sao? Đấy, các anh chị nhìn đi. Nó ôm, được chưa? Từ đằng trước đằng sau đây này. Và anh chị nên nhớ là đây là giấy nhá. Nếu mà cắt lên vải thì nó sẽ ôm hoàn toàn. Đó. Thì các anh chị sẽ thấy một điều rằng là ở cái mẫu này tôi làm không chỉ ở phần cổ nó đẹp hơn, mà nó còn cao cấp hơn ở cái phần lý xếp này. Góc cổ Việt Nam thì cái này nó sẽ là đường cam. Nếu mà là đường cam ấy thì nó quá là bình thường nhé, nó không có cái gì ghê gớm cả. Nhưng ở đây chúng ta đã biến nó thành, tôi đã hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta làm thành cái đường ly xếp này, và chúng ta sẽ may chặt ở đây. Đó là một cái sự đẳng cấp của cái người mà làm về mẫu dập, của một người chuyên gia hàng đầu. Là khi họ làm là họ sẽ phải suy nghĩ là làm thế nào để cho nó đẹp hơn, làm thế nào để cho nó ấn tượng hơn, chứ không chỉ là làm cách máy móc thưa các anh chị. Đó. Và anh chị thấy là phần cổ rất là ôm, các cái tỷ lệ rất là hợp lý các chị ạ. Nhá. Ngay cả cái phần cái bên dọc này mà đi đến ngực này, thì nếu mà anh chị làm như của tôi xử lý á, nó sẽ ôm vào cái chân ngực đẹp hơn rất nhiều. Và nếu anh chị phát triển được cái form căn bản này thì đảm bảo là rất là đẹp. Ngoài ra nó còn một cái mà rất là hay ở đây, nếu anh chị để ý nhá, anh chị nào mà chưa để ý thì có thể tí xem lại, quay lại xem lại cái đoạn đầu mà tôi phát triển hai cái band đi dọc này, thì nó có một điều vô cùng thú vị ở đây là hai cái band này nó không có bằng nhau nhá. Bên này thì cái band này nó rất là rộng, còn bên này thì nó không rộng bằng, nó chỉ bằng một nửa thôi. Và đây là câu hỏi
đặt cho các anh chị là vì sao lại có chuyện như vậy. Và nó cũng chính là cái bí quyết là nếu anh chị tưởng tượng, nếu mà ai đó nhìn thấy cái mẫu này của anh chị và họ đi copy, họ làm ra, họ sao ra một cái mẫu, tức là có một cái sản phẩm của anh chị, họ sao ra họ làm, thì chắc chắn đảm bảo cái người mà không có kiến thức thì họ khi mà họ sao ra ấy, nó sẽ bị tình trạng là họ không hiểu ốp xong một bên to bên nhỏ như thế này, và họ có thể có chỉ chỉnh lại cho nó bằng nhau. Và khi họ chỉnh lại cho bằng nhau thì đấy là một cái sai lầm rất lớn của họ, đúng không ạ? Chỉ các anh chị xem clip này các anh chị mới hiểu rồi vì sao là không được phép chỉnh, đúng không ạ? Và đây thì chúng ta sẽ có một cái dây đai như thế này, thì chúng ta làm thêm thôi. Kích thước thì tôi đã vừa nói rồi nhá, kích thước và chiều dài. Ở đây chúng ta làm thêm một cái con đỉa ở hai bên này. Thế thưa anh chị là cái mẫu này thì ở đây là tôi trong nội dung bài này thì tôi đã hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta làm cái mẫu dập. Thế còn về phần may, tức là phần may thì kỹ thuật may cũng như là một lớp hay hai lớp như thế nào thì tôi để dành tặng cho các anh chị chúng ta may như thế nào đó, anh viết xuống phần comment của video này để cho người khác cùng suy nghĩ cũng như là cùng tham gia vào cái quá trình mà chúng ta làm mẫu này. Và đặc biệt sau khi xem trong cái clip này, tôi mong muốn, tôi rất rất mong muốn các anh chị chúng ta phải bắt tay vào thực hành ngay mẫu này cho tôi. Và rất tuyệt vời nếu mà sẽ may lên sản phẩm, bởi vì chỉ có như vậy thì tất cả những cái bài giảng này của tôi làm với công sức và tâm huyết của tôi, nó mới trở nên có giá trị. Chứ còn các anh chị xem, các anh chị thấy hay, các anh chị vỗ tay, các anh chị chia sẻ mà các anh chị không chịu làm thì gần những kiến thức này của tôi nó sẽ trở nên phí phạm. Đồng ý không ạ? Nếu ai đồng ý với quan điểm đó của Thế Hà thì hãy ngay lập tức hành động. Cũng như là nếu mà muốn theo dõi các cái video clip tiếp theo của tôi thì hãy nhấn vào nút subscribe, nút đăng ký kênh, sau đó ấn vào biểu tượng quả chuông để mà khi có video mới tiếp theo thì các anh chị sẽ là người đầu tiên được nhận video này, thay vì cái việc mà nhận link từ Thế Hà. Vâng, đến đây tôi cũng xin nói lời kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị tại các bài giảng tiếp theo. Vũ Trần Nguyễn Hải Master xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Vâng, nếu thấy những video này thực sự hữu ích, xin hãy làm 3 điều sau. Hãy nhấn vào nút like, nút yêu thích để ủng hộ chúng tôi. Thứ hai là nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh. Và sau đó nhấn vào hình quả chuông để các bạn sẽ biết được những video mới sớm nhất. Và thứ ba, hãy để lại những comment bình luận, đó là những thắc mắc, những chia sẻ của các bạn để chúng tôi dễ dàng giúp đỡ các bạn hơn.